Thưa quý vị, quản trị hiện đại phù hợp với điều kiện hoàn cảnh Việt Nam, cơ cấu lại để sử dụng tài sản, tài chính mà ngành đường sắt đang có, làm sao phải hiệu quả hơn, phù hợp hơn và mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Tái cơ cấu vận hành, tổ chức bộ máy, sắp xếp lại con người cho phù hợp kinh tế thị trường. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Năm 2023, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đạt doanh thu hợp nhất 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 95 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch. Đây là lần đầu tiên đường sắt có lãi sau 3 năm lỗ liên tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong năm qua, đường sắt đã chở trên 6,1 triệu lượt khách, tăng 35% và trên 4,6 triệu tấn hàng hóa. Doanh thu trực tiếp từ vận tải đường sắt đạt trên 3.900 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với năm trước đó. Thu nhập trung bình của người lao động đạt 9,5 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi chính phủ chấp thuận định hướng sẽ giao Tổng công ty Đường sắt quản lý khai thác đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sau khi hoàn thành đầu tư, Tổng công ty đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác để nghiên cứu xây dựng đề án liên quan, làm cơ sở tham gia phối hợp với bộ ngành thực hiện, đồng thời lập tổ tái cơ cấu mô hình tổ chức của Tổng công ty, tổ phát triển công nghiệp đường sắt, tổ đào tạo nguồn nhân lực cũng như hợp tác với đường sắt một số nước để tham khảo kinh nghiệm, học hỏi mô hình tổ chức, đầu tư, vận hành và khai thác đường sắt tốc độ cao như Nhật, Trung Quốc. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao kết quả đạt được của ngành đường sắt trong năm 2023. Đường sắt đã thực sự thay đổi. Đây là bước đầu quan trọng để đường sắt quyết liệt hơn, nỗ lực hơn để có thành quả cao hơn. Đường sắt đã tìm thấy lối ra, tuy nhiên với hơn 3.000 km đường sắt chưa được nâng cấp, đang đặt chăn trở rất lớn và phải có những hành động cụ thể, kế hoạch và dự án cụ thể để hướng đến xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao với phương châm cái nào làm hiệu quả nhất thì chọn, ai làm hiệu quả nhất thì giao, khi nào có hiệu quả thì làm. Ngành đường sắt phải đặt trong sự vận động và phát triển, đi sau nhưng phải về trước. Mục tiêu là phải hình thành đường sắt tốc độ cao. Năm 2024, đường sắt phải tái cơ cấu mạnh mẽ từ quản trị, khai thác tài sản, tài chính hiệu quả, cũng như tái cơ cấu nhân lực. Ý kiến phát biểu của đại diện các bộ ngành địa phương năm 2024. Tôi đề nghị Ủy ban quản lý vốn phát huy cái tinh thần, cái khí thế mà mấy năm nay chúng ta đã làm được. Rồi Bộ Giao thông Vận tải cũng là cái khí thế đang ngược đây. Rồi cùng với các ông chí Tổng công ty Đường sắt, chúng ta quyết tâm chúng ta trình phê duyệt bằng được cái dự án đường sắt cao tốc. Thì tốc độ cao thì có thể là mình chia ra là mấy cái dự án lớn. Ví dụ như là cái dự án từ Lào Cai đến Hải Phòng. Đấy. Tất nhiên phải qua Hà Nội. Rồi cái dự án từ Lạng Sơn đến Hà Nội sẽ đi Hải Phòng. Rồi cái dự án Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Cái dự án Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, vân vân. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã thị sát ga Hà Nội. Thủ tướng đã gặp gỡ người lao động, hành khách để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực thay đổi của đường sắt từ việc đầu tư hạ tầng toa xe theo hướng hiện đại cũng như cách thức bán vé, thay đổi cùng cách phục vụ. Đây là những thay đổi lớn để đường sắt đáp ứng được nhu cầu vận tải và là nền tảng để hướng tới hình thành, phát triển đường sắt tốc độ cao trong tương lai.